Shop phụ kiện Minh Thảo PCP xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Thì hôm nay em sẽ bán giảm giá thanh lý cho anh em về cái mẫu em kính ngắm mà em đang quay ở ngay trước mặt màn hình của tất cả mọi người đây. Thì cái mẫu kính ngắm này thì là cái mẫu kính ngắm Discovery VKG nha các bác nhá. Đây em sẽ cho các bác quay cho các bác xem. Hàng này thì ở nhà em còn chục cái thì em bán thanh lý cho anh em giá 1,4 triệu. Hàng mới 100%, nguyên đai linh kiện, chân kính, ống chống lóa đầy đủ hết nha mọi người nhá. Đấy, con này thì là tâm dây. Đây tâm của nó đây nha mọi người nhá. Đấy, giá 1,4 triệu. Em cực kỳ hạt rẻ đúng không ạ? Ở nhà em còn chục cái em bán xả kho lốt, dọn kho lốt. Đấy. Con này bây giờ anh em mua ở trên thị trường thì chắc cũng phải rơi vào 1,6-1,7 triệu một cái đấy. Đấy thì bác nào mà xem được cái video này của em thì mọi người là chia sẻ để cho những anh em nào mà đang muốn chơi thì mọi người có thể là biết được nhá. Hàng bao test, bao đổi trả luôn nha anh em. Đấy, mọi người mua thì vẫn được kiểm tra hàng đầy đủ, chân kính, ống chống lóa, các kiểm tra ok thì mới phải nhận hàng nhá. Đấy, ở nhà em còn chục cái. Ba số điện thoại và Zalo, số không đổi bên nhà em đây. Đấy, mọi người gọi điện trực tiếp là có thể nhắn tin là đều được nhá. Rồi, một cái video ngắn như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo nhé.